Virus từng chê trang Pháp cách đáp trả của nữ ca sĩ khiến nhiều người phải nể. Năm 2021, cộng đồng mạng được dịp xôn xao về cuộc chiến giữa trang Pháp và Virus, về việc anh chàng có những bình phẩm về nữ ca sĩ, viết bài dở kinh khủng, cái nời quá dở, không có chút kiến thức về nhạc. Cụ thể, Virus từng làm reaction video bài hát Từ Hôm Nay mà trang Pháp viết cho Chi Phu. Anh thẳng thừng nhận xét, điểm mà mình thấy tệ nhất trong bài này đó là lời Việt. Trang Pháp viết bài này quá dở, chẳng có chút kiến thức nào, nên viết bài dở kinh khủng, cả lời quá dở. Chính vì lời nhận xét thẳng thừng này mà một người ngại thị phi như Trang Pháp cũng phải lên tiếng đáp trả. Trang Pháp đã khéo léo bày tỏ bản thân rất thích Virus vì sự vui tính và thông minh, phản hồi về những react của nam streamer. Giọng ca chỉ là cho biết vì Virus là một người nhạc sĩ chứ không phải một streamer đơn thuần, nên ít nhiều cũng cảm nhận của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người xem. Cô bày tỏ, hơn ai hết chắc em cũng hiểu mỗi tác phẩm là một đứa con tinh thần, là thứ gì đó thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì vậy, dù em thích hay không, hãy cố gắng dùng những từ ngữ chắt nọc hơn để nói về sản phẩm của người khác. Hãy bình phẩm với một sự tôn trọng nhất định cho người viết ra tác phẩm đó, giống như cách em muốn những đồng nghiệp của em tôn trọng những tác phẩm của em nhé. Việc chê bai thậm tệ và những lời lẽ nặng nề một ca khúc của người khác cũng giống như việc mình làm cha nhưng lại chê bai con của người khác xấu vậy. Âm nhạc vô cùng tốt và rốt cuộc cũng là những cảm xúc chúng ta gắm gửi, vậy nên khen chê thích ghét cũng nên từ tốn và trân trọng. Dù thời điểm đó, lời bài hát Từ Hôm Nay nhận được rất nhiều bình phẩm tiêu cực chê bai, thế nhưng cũng không ít người phản đối với Virus chỉ trích thậm tệ, đụng chạm thẳng vào cái tôi của người nghệ sĩ bên trong trang Pháp. Quan điểm của chị về âm nhạc khác em, ví dụ như chị thấy hay, em bình phẩm các âm nhạc và những câu kỹ thuật âm nhạc sáng tác hay nạp bác học khoa học, còn với chị cội nguồn âm nhạc không sinh ra từ kỹ thuật, từ nhà bác học nào và không có khoa học nào áp đặt âm nhạc phải thế nọ thế kia. Âm nhạc là cảm xúc, là tâm hồn, nếu cứ dập khuôn thì làm sao thế giới có nhạc rap, nữ ca sĩ nói thêm.